Hello, chúng mình quay trở lại với Trận Đấu Tùng và đến với một dự án của Hancelo với các bạn quen thuộc Ezreal. Ngày hôm nay sẽ là một dự án Ezreal rank thách đấu anh em nhá. Ezreal Sojin và cùng xem là Hancelo sẽ có màn trình diễn như nào nào. Let's go. Ok, kèo đấu giữa Ezreal cùng với Vayne và Ngọc tái tổ hợp thì anh em theo dõi sẽ là Ngọc chinh phục hiện diện trí tuệ huyền thoại hút máu nhà trai Mân Huệ, bảng phụ lấy giải băng năng lượng cùng với thăng tiến sức mạnh, tốc độ đánh sẽ tăng thêm và giáp mức rank đại cao thủ thách đấu anh em nhé. Đây cho các bạn thấy là cái lobby này sẽ có Ezreal của Hancelo là thách đấu này, bên kia có một Riven thách đấu, còn lại thì có khá là nhiều đại cao thủ cùng với cao thủ. Đây cũng là con bài có khả năng xuất hiện ở tại chung kết thế giới. Đợt vừa rồi thì cũng có một vài player đánh nhưng mà nó chưa ra chất tướng anh em ạ. Chung kết thế giới năm nay thì chắc là phải chờ vào vòng trong, vòng sweepstakes nơi mà có nhiều xạ thủ Trung Hàn, người ta dùng Ezreal thì mới ra chất tướng được. Còn những player vòng play-in thì họ đánh Ezreal chưa tới tầm, mình cảm giác là chưa có nhiều áp lực lắm đến những con Ezreal tại play-in của chung kết thế giới. Yo. Cùng xem là con Ezreal Sojin ngày hôm nay của Hancelo sẽ có một màn xả skill shot như thế nào và xử lý đi đường cùng với Vayne tốc hành và Nautilus ra sao nha. Big Rank Ezreal đối đầu cùng với Venauti. Thấy rồi. Cái vị trí đứng của Hancelo cũng là vị trí đứng cho thấy được cái tầm nhìn đủ lớn ở cái bụi cỏ sông. Và thôi thì té thôi. Trước đó thì Big Rank đã cắm mắt bụi cỏ trạc 3 và sau đó thì chắc là về nhà đổi máy quét. Cắm mắt bụi cỏ trạc 3 này cho phép Hancelo cùng với Big Rank đi về một đường an toàn. Không biết là đầu trận thì về phía bên kia có đánh quá hổ báo hay không. Chưa mất một con lính đầu tiên và chưa thấy hỗ trợ đối phương đâu cả. Khả năng cao đối hỗ trợ đối phương cũng sẽ đứng ở bụi cỏ nhỏ phía sau con Vayne mà thôi. Vayne căm cái pha lát hit của Hancelo và sau đó thì quy lên đánh tay một đòn khá khó chịu. Big Rank đang dùng nội tại của trang bị hỗ trợ để đẩy đường chung với Hancelo và sẽ lên hai sớm hơn. Bước lên đánh tay nhưng mà còn một con lính nữa. Rồi lên level 2 rồi, thiêu đốt luôn, đánh tay liên tục, dịch chuyển lên bắn Q nhưng mà Vayne đã che cú Q cho hỗ trợ của mình rồi. Tiếp tục đánh tay liên tục đến từ cả hai AD và sát thương là khá nhiều đến từ Vayne, tốc biến đấm móc, Q flash đánh tay. Tiếp tục là đánh tay, căn tầm đánh từ trụ là cực kỳ tốt tới từ Hancelo. Một pha đùa kill ở đẳng cấp rất cao đến từ bộ đôi đứng dưới của Hancelo trong pha này. Một pha kết hợp cực kỳ cháy đến từ Hancelo cùng với Big Rank và lợi thế cấp độ 2 là cực kỳ lớn trong pha vừa rồi nha. Lên Vayne level 1 thì đánh quá hổ báo với nhịp độ chết người. Và thậm chí là Hancelo không cần đến hồi máu để thực hiện pha đồ kill vừa rồi nhưng Elise lại di chuyển có một pha cướp rừng sang phần rừng bùa xanh đối phương. Và như mình đã nói thì kéo top cá sấu mà không được Elise lên cover sớm rất dễ mủ. Top rừng đối phương đai chết cá sấu ở một wave cực kỳ khó rồi này. Mất rất nhiều kinh nghiệm và thậm chí đối phương đã có dấu hiệu chặn lính giữa hai trụ không cho cá sấu chơi game rồi. Khó cho Renekt rồi, 4 CS và nằm xuống với một tên lính cực kỳ to. Rừng đối phương chắc chắn là đổi rừng với Elise. Syndra và Elise đang di chuyển lên hỗ trợ cho cá sấu một chút. Trở lại khu đường dưới với hai mạng thì Hancelo có cho mình một thủy kiếm, một trường kiếm hoàn toàn không lấy nước mắt. Nó sẽ bị chậm cái khả năng tích số của nước mắt đi nhưng cái sức đi đường của Ezreal chắc chắn là rất lớn với thủy kiếm và trường kiếm như thế này. Và các bạn thấy pha Odin vừa rồi thì Hancelo không thiếu một đòn đánh tay nào. Sai lầm của Vayne là việc đánh quá hổ báo ở cấp độ 1, lượng sát thương không đủ làm khó của Ezreal này, thậm chí không lấy được hồi máu mà. Còn Big Rank đã có một pha tốc biến đấm móc rất hay và giúp xạ thủ của mình có lợi thế nhưng cánh trên thì lúc này Elise trở lại cũng hơi khó để cứu cá sấu. Chỉ là cá sấu vẫn sẽ được farm một chút, hít được kinh nghiệm chứ đi top lúc này là không đi được nữa rồi. Với chênh lệch cấp độ cùng với lợi thế hiện tại Riven đang có. Bot đối phương đẩy trước một wave khá to và sau đó thì chắc là về nhà mua đồ. Hoặc cùng lắm là ra sông dưới ăn cua thôi. Lợi thế có vẫn còn hồi máu nhưng mà không có tốc biến nha. Cẩn thận dừng đối phương xuống đây anh em ơi. Cắm mắt, cắm mắt, cắm mắt. Ok.
Boss đối phương cũng đã lên level 3 rồi. Quay lại đường dưới tiếp tục đẩy đường tiếp với một con mắt cắm ở tại khu sông dưới, và Elise cũng đang di chuyển dần xuống. Sông dưới có tới 3 con mắt anh em ơi. W trúng nhưng quyết định là không e lên, cú kéo counter tốt đến từ Naughty. Một lớp khiên trụ dành cho Han Solo tiếp tục bắn Q trúng. Dính kéo nhưng e về ngay lập tức, và sau đó thì đánh tay Q. Rồi, hỗ trợ đối phương hết máu rồi. Đánh tay đứt đánh tay. Tiếp tục đánh tay chơi hit với Vayne phía bên kia. Bitcrank lao lên đấm móc, Vayne bị thiêu đốt, Vayne bị đánh tay, Vayne nằm xuống. Maha của thứ ba dành cho Harry của Han Solo, và sau đó thì Naughty móc. Đó là một tình huống đứng ra để bait cú móc đến từ Naughty, và sau đó Naughty bị cản cú bấm B về khiến cho Elise tiếp cận. Và Elise liệu rằng có đủ sát thương hay không? Đấy, Elise không đủ sát thương, Axa xuất hiện, dịch chuyển sang hỗ trợ cho người chơi đi rừng với cú hồi máu của mình. Và sau đó thì Bitcrank kéo trúng rồi. Đứt đánh tay liên tục, đánh tay liên tục, và sát thương là đủ đến từ Han Solo để lấy hai mạng hạ gục, trong đó có một mạng cho Elise. Đánh xoay cái khu đường dưới là quá tốt rồi. Lợi thế trông chất lợi thế, và Thalia có một pha di chuyển fake check bị quét tan kiếu và nằm xuống, và Han Solo không có điểm hỗ trợ, hơi tiếc một chút rồi. Khu đường trên Rayton bị solo kill bởi Riven. Với khả năng phục hồi năng lượng từ hiện diện trí tuệ thì quyết định của Han Solo là ở lại hỗ trợ rừng ăn rồng nguyên tố đầu tiên là một con rồng lửa. Thôi về nhà đọc nước mắt thôi anh em ơi. Đường trên cá sấu hơi khổ, nhưng mà đường dưới thì Ezreal của Han Solo đang là 4-0-1. Đồng đội có nhiều sát thương quá nên pha vừa rồi cũng không lấy điểm hỗ trợ của Thalia được, không sao cả. Những mảnh của tam hợp kiếm dày thường và thêm nước mắt nữa. Đây là một tân lính chắc là mất tầm 7 con rồi. Chấp nhận mất một tân lính để hướng tới dòng nguyên tố. Boss đối phương ramming một quả và Syndra quét tan kiếu nhưng vẫn bị kéo lại bởi Naughty. Hơi khó về rồi. Vayne gỡ gạt được một mạng hạ gục. Với hướng lên trang bị hiện tại của Ezreal thì nó thường xuyên sẽ là tam hợp kiếm cho các bạn, tam hợp cùng với thần kiếm Muramana. Đầu 3 thì nó có thể là thương phục hận. Những trang bị chống chịu như kiểu là Man Mortius hay là Tim Băng vẫn có thể hướng tới được. Nhưng mà những phiên bản gần đây thì các bạn biết là cái Soji nó đang nổi lên với những đợt boost sức mạnh. Có một đợt nập nhẹ mà thôi, không phải là đợt nập quá nặng. Rồi kén nhện, kén nhện trượt rồi. Đối phương xử lý chống băng trụ pha này cũng là khá hay, và Han Solo vẫn còn dịch trường học để đi ra. Băng trụ nhịp 2 được hay không? Có vẻ là hơi khó khi mà Big Rank không còn kéo nữa. Lúc này thì Big Rank như một con rip rồi. Đối phương lao lên tấn công và Han Solo đứt đánh tay, tiếp tục đánh tay, Quy đánh tay, và đó là mạng dành cho Han Solo. Axan có mặt nhưng không cứu nổi Naughty rồi. Lượng sát thương là quá lớn đối với con Ezreal này, kể cả là những đòn đánh tay bây giờ cũng rất đau. Cú Quy thì nó sẽ bị che bởi lính thôi, nhưng vẫn Quy vào lấy tốc độ đánh ha. Quyết định về đóng tam hợp luôn rồi. Thiếu một tí tiền nhưng mà có lẽ sẽ đứng chờ trong bệ đá cổ để hướng tới tam hợp kiếm trước khi di chuyển ra. Chấp nhận là cánh trên lúc này cá sấu sẽ hơi khó chơi và mất sứ giả. Nhưng mà Elise đang cam số khu đường dưới khá là hiệu quả, bắn cung ánh sáng để giữ lại bùa xanh chăng. Đối phương không cướp bùa xanh cho pha này. Tam hợp kiếm. Rayton đang cố gắng cù cưa và tốc biến đi nhưng vẫn ăn cú Q3 của Riven lên bảng. Syndra và Elise lên cũng là không kịp rồi. Với bộ trang bị của Ezreal thời điểm này nó vẫn có rất nhiều hồi chiêu anh em nhé. Và lượng điểm hồi chiêu đó khi kết hợp cùng với hồi chiêu của Sojin thì nó sẽ hình thành một con Ezreal bắn Q liên tục. Nếu các bạn Q trúng thì cảm giác Ezreal nó sẽ trở thành một cái Ezreal giống như ở một map đấu URF vậy. Big Crank đang ramming nha. Tầm nhìn sông dưới hiện tại cũng chưa đủ nhiều nữa. Nhưng đối phương đã reset xong wave và rút lui rồi. Pha ramming thành công tới từ vị trí của Big Crank. Đối phương cắm mắt. Han Solo giữ vị trí cực kỳ an toàn với tốc biến và dịch chuyển của học. Đối phương vừa rồi đứng cam nhưng không thành công trong việc lấy mạng Ezreal này. Naughty cũng chỉ level 5 mà thôi. Quy trúng dịch chuyển của học. Thoát khỏi cú móc đến từ Naughty. Mặc dù Big Rank đang ramming nhưng mà Han Solo đánh vẫn rất hổ báo. Biết là Naughty level 5 không có chiêu cuối thì cũng không có quá gì đáng sợ cả. Chỉ có một cái Q đến từ Naughty thì nó không làm khó được Ezreal này đâu. Ba lớp khiên trụ rồi.
với tam hợp bóc khiên trụ sẽ là cực kỳ nhanh. Rồi bắn quy một cái 300 dam rồi. Elise đứng phía sau, rất tiếc là cú móc đến từ Big Rank lại trượt nhưng mà không sao, Elise có mặt và lấy mạng của Nautilus với tình huống Nauti bước lên mà không có đủ tầm nhìn tại sông. Đối phương quyết định băng trụ khu đường trên cá sấu này rồi. Cá sấu không có R, chưa hồi R kịp đến từ Rayton. Nhưng mà đối phương băng trụ rất chần chừ và Rayton có một pha hồi chiêu cuối kịp. Đối phương gọi sứ giả và băng trụ vị trí Rayton rồi, trụ một toàn bản đồ dành cho các thành viên bên phía của team Hachenlo thì phải, phải không nhỉ? Bên nào ăn trụ trước đây anh em? Không, đối phương ăn trụ trước rồi. Đối phương ăn trụ một toàn bản đồ và Hachenlo ăn sau. Cá sấu thì mặc dù đã hồi R nhưng vẫn chết. Unstoppable dành cho Riven. Nhưng không vấn đề gì nha. Với một con Ezreal 502 và có được trụ một khu đường dưới trước phút thứ 15 thì đây vẫn là một con Ezreal có khả năng gánh team rất tốt. Và sau khi có trụ đường dưới thì đường giữa sẽ là đường của Ezreal. Tầm này cầm tam hợp kiếm giày khai sáng đi ra mid là cái đường giữa nó sẽ là đường hoài à. Đẩy đường giữa sau đó hướng tới dòng nguyên tố canh dưới nó sẽ là điều kiện thắng cho phía của team 1. Sứ giả 2 nữa. Quyết định kéo ra sông PK rồi, nhưng way mid lại dành cho Syndra và vừa rồi là một tình huống quy đúp check bụi rất tình tới từ Hachenlo. Phát hiện ra có người ở trong đó. Tiếp tục là một pha quy cấu rỉa tốt. Cùng ánh sáng thì sao? Cùng ánh sáng trúng hai thành viên đối phương. Quy lại trúng Riven luôn rồi. Kéo tốt tới từ Big Rank trúng rừng đối phương, đúp quy bồi vào đến từ Hachenlo. Syndra là người có mạng, Riven lao lên chặt một cú R hai người. Bùng nổ sức mạnh nhưng mà không có cái tan kiểu đấy từ Syndra, đối phương tốc biến ra sau khi bị choáng bởi Rayton. Bắt lẻ được rừng nhưng mà Riven nó chặt một phát chết hai người luôn rồi. Bỏ rồng anh em ơi. Axan không còn nhiều máu và dính một cú quy vừa rồi chắc là đi về luôn rồi đấy. Không giao tranh được ở tại khu hang rồng khi nằm xuống hai người quá sớm. Axan tung chiêu cuối làm gì đây, dọn lính à? Chủ động ăn đam đến từ chiêu cuối Axan và giữ máu lính đến từ Hachenlo. Tiếp tục là một pha quy chuẩn xác và xạ thủ đối phương. Đánh tay quy, đánh tay e, sau đó thì Vayne hết cây máu đi về rồi. Axan và Vayne vừa ló đầu ra xong là mất gần như là trắng cây máu rồi. Cùng ánh sáng sắp hồi lại đến từ Hachenlo. Đẩy luôn cú chiêu cuối nhưng nó không trúng Vayne. Cú chiêu cuối để đẩy đường. Làm mềm những con lính và tích số nội tại. Nauti có mặt nhưng Vayne chỉ còn lại 1 phần 2 cây máu mà thôi. Trụ thôi anh em ơi. Quy trúng hỗ trợ đối phương, quy trúng xạ thủ đối phương. Kéo rất tốt nhưng mà Nauti có một pha phản xạ ổn. Cái quy của Nauti nó sẽ cao tới quy của Big Rank kiểu. Nếu các bạn phản xạ đủ nhanh thì xử lý như vậy được. Quy trúng nhưng lại hơi tiếc một chút là cú đứt vừa rồi trượt anh em ạ. Cú đứt vừa rồi trượt. Chứ nếu trúng thì chắc là Nauti cũng sẽ phải cân nhắc việc đi về để sạc máu rồi. Một nghìn mốt sẽ là về đóng câu phi cùng với trường kiếm thôi. Boss thì Syndra cùng Elise đang kẹp vào và Axan để lẻ không nổi rồi. Đã có những dấu ping tới từ Rayton cảnh báo rằng Riven có thể sẽ xuống cánh dưới. Riven đúng là đã xuống cánh dưới chung với Thalia và Elise nên cân nhắc việc rút lui thôi. Waymit thì Hachenlo vừa phải về nhà để bổ sung trang bị. Đúng là một người đánh Ezreal lên hơn 2.000 điểm thách đấu thì nhìn xử lý nó vẫn là rất mượt các bạn ơi. Tiếp tục là cô ánh sáng đẩy đường, dọc đợt lính, trúng Vayne luôn này. Thậm chí trúng Vayne trước khi chạm lính nữa. Vayne tầm này là cũng rất muốn PK rồi nhưng mà quá yếu so với con Ezreal này. Cái tầm hoạt động tới từ Vayne thì nó cũng không đủ để chạm vào con Ezreal phía bên kia nữa. Liên tục là những pha quy dịch chuyển cổ học. Rất tiếc là Elise kén hiện trượt ạ. Nauti quay lại tính đẩy thủy lôi tầm nhiệt thật rồi. Tốc biến còn, Big Rank tung chiêu cuối, dứt điểm hỗ trợ đối phương, Axan lao lên, Big Rank tốc biến chạy được. Vayne đang bắn, sát thương là không đủ đến từ Vayne. Vayne dính bùng nổ sức mạnh, quét tan kiểu tốt tới từ vị trí của Syndra. Riven lao vào, ôn in được một mạng hạ gục của Big Rank. Nhưng đồng đội đã nằm xuống tới tổng cộng là 4 người. Chỉ còn lại một mình Riven mà thôi. Vayne nhào lộ lên bắn quá láo trước mặt Syndra và bị Ezreal của Hunter đó bắn quy. Dứt điểm cú cuối sau khi bị mất máu quá nhiều bởi bùng nổ sức mạnh. Liên tục vào mồm các bạn ơi.
Đây là thời điểm mà chỉ có 60 điểm hồi chiêu thôi, các bạn thấy là bắn Q liên tục. Vì có Erin là nó là con tướng mà phụ thuộc đam rất là nhiều vào Q. Nó không chỉ là bắn Q trúng thì có đam đâu các bạn. Tưởng tượng là nó bắn Q trúng nó sẽ còn hồi chiêu nữa. Nếu bạn bắn Q trượt nó sẽ không có hồi chiêu nhanh đến như vậy. Rồi, Naughty di chuyển ra tấn công liên tục, xin ra tốc biến chạy, tiếp tục đánh tay liên tục đến từ Han Chandler và Q. Q trượt rồi, đớp E lên đánh tay, tiếp tục là đánh tay, đánh tay. Một đòn nữa mà thôi, nhưng mà Elise là người ăn mất rồi. Tiếp tục là Q trúng hơn 300 sát thương và Vayne cảm giác như cũng không đủ máu để tiếp tục PK nữa. Đối phương xuất hiện tại khu sông dưới một con Thalia nhưng mà có tầm nhìn rồi. Thalia tung chiêu cuối Axan tàng hình lao lên đấm móc tốt từ Big Rank dịch chuyển của học. Và sau đó thì mỗi người đối phương còn lại một máu. Tham Minh đồng hồ rất khét và sau đó thì bắn Q liên tục trúng đến từ Han Chandler đớp trượt đánh tay Q. Đánh tay người này Q người kia. Cùng ánh sáng trúng Vayne chỉ còn lại một hit nữa mà thôi, dịch chuyển của học lên đánh tay nhưng Elite lại là người có mạng. Acid 8 mạng rồi anh em ơi. Legendary nhưng mà 8 mạng acid này mà có tầm 4 mạng ở đó rất là ngon đó. Tiếp tục giao tranh diễn ra và Riven vẫn đang cố gắng để khuấy đảo và gánh cái team trong trạng thái thua rất nặng. Các nhìn tổng kill là 19-9 thì hiện tại team Hachino vẫn đang có lợi thế rất là lớn anh em nhé. Chỉ có cá sấu đang hơi thọt tí thôi. Kiểm soát cua sau đó thì về lại khu vực giữa đầy đường và hướng tới khả năng bắt lẻ. Riven cũng là 7-0 anh em ạ. Nhưng Riven ở đây kháng phép. Với Syndra và Elise cũng đang xanh thì Riven phải lên giày khai sáng, à nhầm giày thủy ngân. Và thêm cả là một cái kiếm răng cưa nữa. Thế thì thời điểm này chưa ai bên phía team 2 có đủ khả năng chống chịu về mặt sát thương vật lý cả. Ván này thì lên nước mắt hơi trễ nên các bạn thấy là thời điểm này đã là phút thứ 18 rồi, mới chỉ khoảng chừng hơn 200 số của nước mắt nữ thần thôi. Nhưng mà kể cả là chưa có thần kiếm Muramana thì cái lượng sát thương đến từ Ezreal của Han Chandler vẫn là vượt trội theo thời gian. Hack Flash sang kéo rất tốt tới từ Big Rank và đó là một tình huống Naughty bị quét tan kiếu trước, bị móc lại bởi Big Rank và lấy bàn đếm số rất nhanh. Riven vòng sau rồi. Thần cá sấu được kích hoạt để lấy nộ. Vayne yếu máu, kéo. Kéo rất hay đến từ Big Rank và Elise lại người có mạng, cú chém gió không đủ sát thương tới từ Riven. Axan vòng sau và tấn công thành công nhưng mà sau đó Big Rank kẻ yếu, bị đánh tay và lên bàn đếm số bởi Syndra. Big Rank đi bộ lên đấm móc nhưng mà không đủ tầm rồi. Rút nhà, rút nhà, rút nhà. Riven đang đi kiếm Elise nhưng mà Elise lui được. Chấp nhận là không có một tình huống cướp bùa đỏ. Nhưng mà nãy giờ thì Syndra cũng hơi khó để có thể side lane nên là nó đang ra khu đường giữa chia farm khá là nhiều trong đoạn gần đây. E đi đâu này? Tính đi ăn bùa đỏ. Rồi Riven tiếp tục xâm lăng rừng và Elise đã phải tốc biến chạy rồi. Tốc đối phương đấy càng có ha, tốc đối phương đang gánh team và đang quẩy cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà cũng không dám đâm quá sâu. Với một cái bố chính cao phiêu như thế này, khả năng cao đầu ba sẽ là một thương phục hận nữa rồi. Một trang bị mà nó cộng rất là nhiều chỉ số ngon dành cho Ezreal, vừa hồi chiêu, vừa xuyên giáp, vừa làm chậm. Và sát thương tay vẫn được đảm bảo. Việc mà đứng giữa đối phương mất hai trụ, trong khi đó thì Ezreal của Han Chandler vẫn còn trụ một phía sau thì nó đảm bảo khả năng đẩy rất tốt dành cho Han Chandler ở tại khu đường giữa này. Hai bố không nguy hiểm, hai bố chuyển技能, rồi yếu chân yếu chung của hai bố sĩ định chuyển技能 vào một điểm sang tiêu diệt. Lúc này thì chờ dừng farm xong, dừng cánh trên rồi di chuyển ra khu đường giữa đi chung thôi. Syndra gặp nguy hiểm rồi, mất quét tan kẻ yếu, bị Riven Q3 tiếp cận từ nhà đến trường, đối phương đẩy thiêu đốt vào, đối phương all in và hồi máu đã được dùng đến từ Hachiro để cứu đồng đội của mình. Thậm chí Syndra cũng đã phải đầu tư phép một trận tốc biến để rút lui nữa. Đây là một ván đấu mà cái cánh để lẻ nó gặp tương đối nhiều vấn đề với con Riven phía bên kia. Nhưng Riven ở khu đường dưới quyết định Baron luôn rồi. Mắt kiểm soát cắm ra hai con để ép Baron và Big Rank đang là người đi đầu để lấy tầm nhìn ở khu vực bùa đỏ nhà đối phương. Naughty móc vào tường tiếp cận kén nhện đến từ Elise trượt. Cùng ánh sáng đẩy vào thủy lôi cũng là hai người khiến cho Renekt lên bảng quét tan kiếu chúng. Vayne mất máu chưa nhiều lắm. Q đứt đánh Q. Riven tiếp cận rồi, Q trúng Riven có bùa đỏ, đối phương tốc biến Q 3. Han Solo không bị focus cho tình huống này và đang cố gắng trả sát thương nhưng chưa đủ sát thương để giết được bất kỳ một ai cả. Đồng đội nằm xuống tới 4 người, một mình Han Solo liệu rằng làm được cái gì ở trong tình huống này đây.
bốn thành viên nằm xuống và không ăn được bất kỳ mạng nào. Hanchelo sẽ phải 1-5 với tình huống khởi động Baron đến từ đối phương. Vừa rồi là những tình huống triển khai Q chưa tốt đến từ Hanchelo, dịch chuyển bắn Q trúng bị thiêu đốt rồi. Nauti móc Q trúng có mạng cho Hanchelo, đánh tay E lên, đánh tay có mạng tiếp tục Q dính quang địa chấn và không tốc biến được rồi. Ok, hỏng rồi anh em. Ok, Ăn được hai mạng nhưng mà chết thêm mạng nữa, bị quét sạch và mất Baron rồi ạ. Ê, lật kèo nha, lật kèo nha. Quyết đánh ngược trở ra khiến cho Big Rank và Naughty đâm sâu nằm xuống khá sớm. Mà góc đó thì Henry lại không bắn Q được. Nếu mà vào đủ tầm bắn Q là có thể bị chết chung với Rayton của Big Rank rồi. Dòng nguyên tố đang sẵn sàng và đối phương đang di chuyển ra để lấy tầm nhìn. Đam của Thalia cũng là khá khó chịu. Ven đi cái đường nào đây bạn? Ven đi cái đường nào đây? Liên tục vào mồm bạn ơi, bị choáng nhưng vẫn kịp R một cú lấy đi 90% máu của Ven. Và Ven bị Elise dứt điểm rồi. Ván này không biết là ai AD, ai support nữa đây. Cảm giác của tôi là có Henry đang support cho con Elise nan mạng vậy. Với tình huống bắt lẻ được Ven thì kéo theo cả vị trí của Naughty lên bảng nữa. Trước đó thì là Akshan. Và như vậy là sau khi mất Baron, team của Hanchelo gỡ được 3 mạng hạ gục. Gỡ thêm cả một con rồng đất nữa. Tốt rồi. Tầm này khi đã có thương phục hận thì các bạn thấy là bắn Q cực kỳ dính. Hồi chiêu là 91 điểm hồi chiêu rồi anh em ơi. Nếu các bạn quy chúng nó sẽ là quy anh em nhé. Đây, bây giờ 90 điểm hồi chiêu bạn thấy đã quy liên tục rồi. Đối phương vẫn còn thời gian búp Baron. Đường trên thì cá sấu bị Revenge solo kill rồi. Legendary với 902 dành cho Revenge phía team 2. Top đối phương đã thể hiện khả năng gánh team rất tốt. Syndra và Elise đang lên khu đường trên để cố gắng phòng ngự nhưng mà không biết phòng ngự được hay không khi đó là một tình huống Thalia cũng đã có mặt. Chiêu cuối của Akshan bắn vào trụ rồi. Big Crank có một pha CC nhưng Naughty móc ra được. Big Crank lao lên kéo nhưng bị kéo trượt mất rồi. Thủy lôi đẩy vào đến từ Nautilus với tình huống vòng sau đến từ Thalia. Nhưng mà Hanchelo xử lý tình huống cũng là khá hay khi mà quyết định E sang bãi chim để né tầm tấn công đến từ rừng đối phương. Đứng trên thì Elise nằm xuống mất trụ 2 rồi. Lại là cú kéo đổi với cú kéo đến từ cả hai hỗ trợ. Thalia áp sát và quăng địa chấn thành công khiến Big Rank mất máu phải là hơi nhiều. Đối phương nhào lên tấn công, Big Rank yếu. Sát thương là chưa đủ. Đến từ bên phía của team 1 để lấy mạng hỗ trợ của Hanchelo. Trụ này không còn nhiều máu, đã bắt buộc phải nằm xuống mất rồi. Cùng ánh sáng trúng và Ven lên bảng đếm số với mạng thứ 11 dành cho Ezreal của Hanchelo. Syndra có một pha vòng sau nhưng cũng không dám vòng quá liều vì đây là một chất tướng cũng không có khả năng vòng sau quá tốt. Sau bùa đỏ thì quyết định đến thì Hanchelo rút lui thôi. Về lấy thêm trang bị. Hai mảnh của Sojin ở đồ tiếp theo. 111 điểm hồi chiêu rồi các bạn. Vừa rồi là một cái câu phiêu cùng với một cái hỏa ngọc đều cộng hồi chiêu cả. Vẫn đang là một ván đấu gánh team tới từ Hanchelo. Trong khi đó bên phía bên kia đang là Revenge. Quy trượt rồi, đứt đánh tay, kén nhện chuẩn xác, kéo tốt đến từ Big Rank bồi vào. Và sau đó dịch chuyển học ra một góc an toàn. Cú quăng địa chấn vừa rồi thì Big Rank vẫn có thể chống chịu được. Và đó là một pha tốc biến đấm móc tốt tới từ Big Rank để cover cho Elise. Elise có cho mình cú double kill. Elise ván này ăn cũng được 10 mạng đấy anh em nhé. Bắt lẻ được hai thành viên của bên phía team 2. Và vẫn đang có một cái tổng kill nó chênh lệch tương đối lớn. 30-17, chênh lệch tới 13 mạng hạ gục. Tuy nhiên nãy giờ vẫn chưa thành công trong việc lấy mạng con Revenge phía bên kia bất kỳ một lần nào. Và đường cánh thì cá sấu hay là Syndra thời điểm này không đẩy lẻ lại con Revenge phía bên kia. Thalia cũng đã comeback với 10 số sách trường bề dai và 3 trang bị lớn rồi. Các bạn thấy là quy trượt nó sẽ hồi chiêu rất lâu anh em nhé, nhưng mà quy trúng thì sẽ quy liên tục như thế này.
Big Crank hack flash xuống kéo không tầm nhìn và không trúng bất kỳ một ai. Quang địa chân cũng trượt tới từ Talia. Triển khai sát thực cực kỳ tốt tới từ Hanselo với nửa cây máu của Naughty. Naughty dính một tình huống kén nhện và lên bảng điểm số rất nhanh. Elise không dính quang địa chân với tình huống đánh đu của mình. Kéo tốt đến từ Big Crank trúng vào người xạ thủ đối phương. Đứt đánh tay và có mạng. Riven bấm đồng hồ và Riven có thể sẽ bị sát đảo. Riven tốc biến đi được, Axan tốc biến đi. Riven tạm thời xấu nhưng Axan chết chung với Thalia rồi. Một mạng shutdown lên tới 950 tiền dành cho Hanselo. Và sau đó tiếp tục e sang tìm kiếm mạng của Riven nhưng mà đối phương đã về rồi. Một pha giao tranh với 4 mạng hạ gục dành cho team của Hanselo. Đầu tiên là một pha Naughty bị Hanselo triển khai sát thương mất nửa cây. Bị Elise kén nhện dứt điểm. Và sau đó là một pha kéo trúng xạ thủ đối phương đến Big Rank nữa. Đánh quá hay rồi. Về nhà chắc chắn là Sojin cùng với cái gì nữa đây. Dư một K3, dư một K4 luôn. Dìu mãng xà. Khởi đầu là một cái tia mát trước đã. 114 điểm hồi chiêu. Dòng này chắc đối phương bỏ. Elise bắt lẻ thành công AD đối phương với 4 one shot. Hoàn toàn là solo kill. Quy trúng rồi. Đức Quy tiếp tục trúng rồi. Tiếp tục là quy trúng. Đẩy cung ánh sáng được hay không? Bị choáng mất rồi. Riven có một tình huống mất giáp thiên thần và Axan hạ gục thành công được ai đó, hồi sinh hai đồng đội. Cung ánh sáng tham biến giáp thiên thần chưa tốt lắm đến Hanselo. Đối phương chém vào nhưng sức là không đủ 1.000 tiền cho Hanselo kéo lấy được bàn tay hỏa tiễn đối phương thì... Đối phương cũng đã mất đi cái dây chuyền chiến thuật Banshee và bị nằm xuống cũng là khá nhanh. 3 mạng hạ gục đổi 1. Nếu tính thêm mạng của Vayne cùng với Naughty thì đó là cú quét sạch không chính thức. Nhưng mà đối phương có một con Axan hồi sinh lại hai người. Hồi sinh ra thì Naughty bị quét tan kiếu, mất tốc biến chạy rồi. Tiếp tục e lên bắn quy chuẩn xác với 600 sát thương. Tiếp tục là quy chuẩn xác dịch chuyển học lên. Nhưng Vayne rút lui được. Cung ánh sáng thì sao? Cung ánh sáng thì nó có vẻ là không trúng hoặc là cũng trúng cũng không đủ sát thương. 14 mạng dành cho Ezreal của Hanselo với linh hồn dùng đất. Nhưng mà lính đã hết rồi. Riven đã hồi sinh chung với Axan sau khoảng chừng ít giây nữa. Sẽ hồi sinh thì đúng hơn. Tiếp tục ở lại reset nốt tân lính vào trong trụ nhà chính đối phương rồi rút lui thôi. Big Crank kéo được hay không bạn ơi? Kéo trúng rồi. Quy đúp quy, quy tiếp tục trúng đến từ Hanselo. Đúp đánh tay và sau đó thì e. Hồi máu, tiếp tục quy trả sát thương lại và có mạng của Axan. Đang cố gắng hút máu lại một chút đã. Big Crank lên bảng chung với cá sấu kén nhện chuẩn xác. Riven tỉnh choáng khá nhanh với giày thủy ngân. Quy trúng rồi nha. 2.000 tiền hơn rồi. Lượm con bùa xanh với 129 điểm hồi chiêu. Sau đó đứng nấp phía sau Syndra để bait nhưng mà đối phương liệu rằng có cắn bait hay không. Đối phương còn quăng địa chấn đến pha này thì Hanselo chưa dám e lên. Đứng búp lính Baron và sau đó thì quét tan kiếu tốt. Riven ăn quy đức và sau đó thì e lên dứt điểm vị trí của Thalia trước. Cung ánh sáng không biết có trúng Riven hay không. Nó không trúng Riven. Nhưng mà Naughty thì chắc chắn phải ở lại rồi. Vẫn tiếp tục đứng lại cù nhây và có cho mình thêm những ma gục nữa. 16 mạng. Syndra dịch chuyển trở lại. Axan tàng hình lao lên tấn công nhưng sát thương là tương đối hạn chế với linh hồn dùng đất trên người của Elise. 2 mega. Đánh nhau cực kỳ dài hơi với 3k tiền rồi. Về lấy đồ cuối cùng là một cái gì mãng xà cùng với dược phẩm thôi. 16-1-19 ạ. Đánh SR và Acid tới 19 mạng à. Mới chỉ nằm xuống một lần duy nhất ở khâu đi đường. Và chính thức full đồ sau 31 phút. Bị đối phương kích găng xích thù hận vào đầu rồi này. Không biết găng xích này thì bên kia ai mua nữa. Có thể là Naughty. Cùng ánh sáng đẩy đường và hướng tới con Baron tiếp theo. Baron thì nó còn khoảng chừng 2 phút nữa cơ. E lên đánh tay quy đớp quy. Liên tục vào mồm. Trượt một vài kỹ năng nhưng nó không quá quan trọng thời điểm này vì lượng sát thương nó là quá lớn rồi. Vayne và Thalia đã rút lui nhưng mà có Thalia về được còn Vayne thì không. Vayne nhào lộn bắn cũng phải là khá căng nhưng ăn một quy lên bảng điểm số. Không đủ sát thương khi mà Syndra đã có đồng hồ. Và Vayne nằm xuống mà không gỡ được cái gì cả. Không gỡ được bất kỳ một mạng hạ gục nào và sau đó sẽ là tình huống tiếp tục đẩy đường khu đường trên để hướng tới trụ 2. Sau đó thì dứt ra Baron và Endgame mà thôi. Đây sẽ là tình huống phòng ngự rất khó khăn cho bên phía của team 2. Quang địa chấn đến từ Thalia chỉ để dọn lính mà thôi. Kéo. Riven chạy được.
Bạn thấy 142 điểm hồi chiêu Q này. Q như URF rồi. Naughty lao ra mở quang địa trần cũng là hai người cùng ánh sáng bắn cũng dọc đôi đối phương bốn người. Riven chém gió. Axan hồi sinh đồng đội cực kỳ là khó chịu, tiếp tục thả diều và Riven lên bảng điểm số rồi. Cái này là giao tranh 5 đánh mấy đấy các bạn. Đối phương có đồng hồ và tốc biến đi nhưng mà Elise cũng có đồng hồ. Thả đi ra quang địa chấn tham minh đồng hồ là cực kỳ khét nhưng mà Vayne bị quét tàn kiếu, Vayne nằm xuống. Và trước khi nằm xuống thì Elise vẫn kịp để lại một con nhện dứt điểm của Thalia luôn ạ. Bùng nổ sức mạnh và Syndra có cho mình cú double kill. Hồi sinh bao nhiêu người cho đủ với con Erin ở đây. Hồi sinh bao nhiêu tôi giết bấy nhiêu. GG. Hay tiếc là ván này axit nhiều quá, ván này đồng đội cũng vét mạng ác luôn các bạn. Toàn là Syndra với cả con Elise nó vét hết tất cả mọi kill ở dạng late game mất rồi. Nên là chỉ được 19 mạng thôi. Nhưng 19 mạng rank thách đấu thì các bạn tưởng tượng nó cũng là một ván đấu mà Hanshiro đánh con Erin này khét như thế nào rồi. Không được xem cái lượng sát thương cuối game của ván này chứ nếu có chắc là Hanshiro vẫn là người lead dam thôi. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giáo án Erin Sojin của Hanshiro, một con bài tủ của Hanshiro và đã thể hiện khả năng gánh team rất là ấn tượng. Đặc biệt là xử lý đi đường ván này thì xử lý cực kỳ hay chung với Big Rank. Hẹn gặp lại anh em ở những giáo án khác nha. Bye bye.